toàn dưới đất vậy. Thôi mấy dòng này cũng được nè, dòng này chín ngửa rẻ nè. Có sạn luôn. Ồ, coi đẹp quá trời nè. Mai mà nói bây giờ mái tóc mình nhiều vậy. Tóc mình nhiều quá khách. Mua rồng. Mua gì đâu đại vô. Chiên Bình là thuộc về Bạc Liêu hả ta? Không, đây là Giang mình rồi chứ. Chiên Bình. Bình Duy Ngang, Duy Ngang, Duy Bình. Duy Bình xa xuống chút đó rồi ở. Đó là Duy Ngang là Bình xa. Quá chùa chứ. Quá chùa nè. Mà không tới chùa Lô Dân không nghe, cứ chùa Lô Dân trong địa Bình đó. Dạ. Còn nằm ngoài đây, ngoài này cũng cao. Dạ, 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 có anh mà gió không nghe. 7 triệu rưỡi. Zalo hay YouTube? YouTube đi, lên YouTube coi YouTube á. 1.90 nha. Rồi, cứ gõ YouTube 1.90 là hiện lên nè. Bán rồi chưa, cái máy nước máy gió nước bán rồi còn gió mà đúng rồi. Có sẵn rồi đó, chỉ rõ là 1.90 đã hiện lên đây. Cái ví dụ là 7 8 cái